Vâng, Thịnh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thịnh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, thì buổi chiều ngày hôm nay tiếp tục cập nhật một số những cái nguồn thông tin cực nóng liên quan đến vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng. Đặc biệt thì buổi sáng ngày hôm nay đó, chúng ta đã nghe Đình Lan đã tuyên bố rằng mình sẽ chính thức kháng án lên tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt nữa là yêu cầu phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cái điều này chúng ta đã nghe Đình Lan nói rất là nhiều lần rồi, Đình Lan cũng đã yêu cầu rất là nhiều lần. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đó, thì không biết rằng Đình Lan sẽ kháng án như thế nào trong khoảng thời gian sắp tới. Chưa dừng lại ở đó thì mới đây luôn, Đình Lan còn tuyên bố một cái thông tin cũng khá là ghê gớm hơn về cái vấn đề mà số tiền bồi thường thiệt hại của bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đó phải bồi thường cho Đình Lan cũng như là Hằng Ni đã được tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gọi là đã tuyên rồi đó. Thì Đình Lan đã tuyên bố rằng là mình không nhận cái số tiền 18 triệu này. Nhưng mà nếu như có gọi là 18 triệu đô đó của bà Nguyễn Phương Hằng đó thì Đình Lan sẽ nhận. Một thông tin cũng khá là sốc nha. 18 triệu thì không có chịu, nhưng mà nếu như 18 triệu đô thì Đình Lan sẽ nhận nha cô chú anh chị. Bên cạnh đó thì cũng có một số những cái thông tin, đặc biệt là cái động thái mới nhất của cô ca sĩ Đồng Xanh được đăng tải trên trang cá nhân Facebook của mình liên quan đến sau phiên xét xử của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước tiên thì cái vấn đề liên quan đến chị Lan nè, chị Lan đã thông báo là mình đang trang bị bóng đèn, đã trang bị được cái bóng đèn phòng ngừa người ngay kẻ gian ở ngay trước cửa nhà Đình Lan đó quý vị. Đêm qua tự nhiên đèn khu phố nhà Đình Lan tối thui, đèn sân quán cà phê đối diện cũng tối thui luôn. Phải trang bị bóng đèn thắp sáng trước nhà Đình Lan để gọi là phòng ngừa hai đối tượng người ngay và kẻ gian này. Không biết Đình Lan phòng ngừa ai nha. Các YouTuber ăn theo hưởng tượng bà Nguyễn Phương Hằng nên dừng tấn công Đinh Thị Lan lại đi. YouTuber luật sư vlog tên là Âu Quang Phục không nên lên mạng tuyên truyền là bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo nhiều người và đang tiếp tục điều tra. Thì cái điều này là cái điều gọi là chính xác mà. Thậm chí là trong cái gọi là cái quyết định đưa vụ án trong cáo trạng đó, cũng như là một số các quan báo chí người ta cũng nói rất là rõ về cái vấn đề vẫn đang tiếp tục điều tra xác minh những cá nhân mà bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo. Tô Đinh Thị Lan nói rằng là hiện tượng Nguyễn Phương Hằng đã bị kết án 3 năm bởi Tòa án Nhân dân TP.HCM. Việc án treo hay là vẫn giữ nguyên án cũ thì chờ tòa phúc thẩm để giải quyết. Cậu không nên lên mạng tuyên truyền dẫn dắt dư luận nữa. Còn tòa đã tuyên án thì Nguyễn Phương Hằng đã là phạm nhân bị kết án tù có thời hạn cụ thể. Tội danh 331 ngày hôm nay của phạm nhân Nguyễn Phương Hằng không phải là do tôi Đinh Thị Lan tố cáo. Tôi chỉ tố cáo hành vi vu khống tôi chủ mưu cho Mai Xuân Cường bắt cóc bé Hình Hằng Hữu mà thôi. Bà làm kênh YouTube có kênh luật sư vlog ở Quang Phục, nghe theo lời bà Nguyễn Phương Hằng để vu khống làm nhục tôi là bị bắt và làm ít đi ăn cắp lừa đảo rất nhiều nhé. Cậu là luật sư mà sao lại vô lương tâm vô đạo đức vậy Âu Quang Phục. Hương Quảng Châu thì nói Đinh Lan là thèm 18 triệu của bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu không xúc phạm vu khống và làm nhục Đinh Thị Lan này thì việc gì phải bồi thường tổn thất uy tín danh dự và tinh thần cho tôi. Danh dự tôi đâu rẻ mạt như vậy. Đinh Thị Lan không nhận 18 triệu đồng này nhé. Nhưng mà nếu có 18 triệu đô đem từ Canada của bà Hằng đem về nước từ năm 2021 đó thì họ mai là tôi sẽ nhận. Thì nhà Đinh Lan thông báo là nhà Đinh Lan hiện tại là không cho thuê nhà nữa. Thưa quý vị, thì chúng ta có thể nghe cái lời Đinh Lan vừa mới gọi là chia sẻ về cái vấn đề mà Đinh Lan phòng ngừa người ngay kẻ gian gì đó trước cả nhà của mình, cho thấy Đinh Lan hiện tại thì đang có vấn đề, đang khá là sợ sệt về cái câu chuyện hay là sợ sệt nhân vật nào đó. Nhưng mà có lẽ rằng là cũng do Đinh Lan làm những cái việc gọi là mờ ám quá hay chăng, cho nên mình mới cảm thấy gọi là sợ hãi. Còn mà cái người chúng ta bình thường thì việc gì phải sợ cái câu chuyện mà đèn tắt hay là đèn gọi là đèn sáng của chú anh chị. Cái nhà cái đèn tại trước cửa hay là đèn quán cà phê nhà của người ta thì cái vấn đề mà thì quán cà phê người ta không thích mở đèn nữa, người ta tắt người ta ngủ là chuyện bình thường thôi. Còn đèn tại khu phố hay là đèn đường đó thì có đôi khi nó cũng có những cái sự cố bất ngờ thôi thưa cô chú anh chị. Nhưng mà Đinh Lan cảm thấy Đinh Lan rất là sợ hãi về cái vấn đề này. Tự nhiên đèn tắt Đinh Lan cũng sợ.
thì có lẽ rằng là không biết là Đình Lan có làm những cái điều gì sai trái với lương tâm, hổ thẹn với bản thân hay không, hay là điều gì ghê gớm lắm mà sao phải sợ hãi đến như vậy. Bên cạnh đó thì Đình Lan nói rằng là tuyên bố là sẽ không nhận 18 triệu đồng, và đặc biệt hơn nữa lại muốn nhận 18 triệu đô của Xô Nguyễn Văn Hằng, mà chúng ta được biết rằng là nói rằng là đã đem từ gọi là 2021 gì đó. Nhưng Đình Lan, chúng ta có thể thấy là Đình Lan này với những cái lời lẽ vẫn còn có những cái câu từ để mà là công kích vào bà Nguyễn Phương Hằng. 18 triệu đô thì mới nhận, còn 18 triệu này là Đình Lan không lấy. Nhưng mà chắc gì thì Đình Lan có lấy được đâu. Bởi lẽ đó, cái phiên này là cái phiên sơ thẩm thôi cô chú anh chị, còn vấn đề gọi là liên quan đến phúc thẩm nữa kìa. Nhưng mà nếu rằng đó, theo tôi đánh giá thì nên bồi thường cho chị Lan, như là chị Lan đã nói là bị xúc phạm về tính danh dự nhân phẩm gì đó, tinh thần của Đình Lan đó bị tổn thất, giống như cái câu chuyện của Hằng Ni. Thì tôi nghĩ rằng là 18 triệu này hay là 36 triệu cũng chỉ là một bữa ăn sáng của bọn Phương Hằng hay là ông Huỳnh Đi Dũng thôi. Cho nên là cứ đền bù cho Đình Lan 18 triệu để Đình Lan có tiền để ăn uống mập mạp, chuẩn bị cái tinh thần tiếp theo cho những cái vấn đề phía trước. Bên cạnh đó thì chị Hằng Ni thì chúng ta thấy rồi, chị Hằng Ni ra tòa mấy bữa đó không thể nào nhận ra luôn. Người thì đen thui thù lùi, và cho đến ứng nhôm ấm nhách nữa cô chú anh chị, mới ở có mấy tháng bà Nguyễn Phương Hằng ở 18 tháng trời, mà chúng ta có thể thấy cái dung mạo vẫn vô cùng bình thường. Nhưng còn Hằng Ni đó thì cho nên rằng là 18 triệu đó để cho chị Hằng Ni chỉ có kinh phí ở trong đó mua đồ ăn rồi để mà ăn tẩm bổ vô cho mập mạp. Biết đâu rồi tới ngày xét xử ra mấy mấy tháng mới vậy, rồi cho đến ngày xét xử thì ra lúc đó là không còn nhận ra Hằng Ni nữa. Thưa quý vị, nên chúng ta là phải gọi là 18 triệu này nên cho chị Hằng Ni cũng như là Đình Lan, để Đình Lan có thể có thời gian mà có tiền ăn uống tẩm bổ sức khỏe, chuẩn bị tinh thần cho những cái vụ án kế tiếp theo, đặc biệt là từ phía gọi là BC02. Như một số những cái thông tin đã đưa, vẫn đang trong quá trình điều tra xác minh với những một số những cái cá nhân, tài khoản mạng xã hội YouTube cho đến Facebook, thì trong đó có hai cái tên mà chúng ta nghe rất là quen là Đinh Lan 1, Đinh Lan 2, Lan Đinh vân vân, thì để xem rằng nó sẽ như thế nào. Còn chị Hằng Ni thì tất nhiên rồi, khá là buồn cười khi chị Ni cho rằng là chị nói trước tòa đã có chú anh chị, bà Nguyễn Phương Hằng lúc trước là xúc phạm tôi, là một bà Hằng rất đẹp, không biết rằng là hội đồng xét xử có truy tố lộn người hay không. Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng là không biết là ngày hôm đó đó tòa này phía gọi là cơ quan chức năng có chích sức lộn người hay không nữa. Cái chị Hằng Ni cái bữa trước mà uống rượu van nhảy tựng tựng nó khác chị Hằng Ni cái bữa ra tòa lắm cô chú anh chị, khác một trời một vực luôn, không thấy giống chút nào. Mong rằng khi có 18 triệu này rồi, chị Hằng Ni cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe cho đến là ăn uống cho nó mập mạp vào, để cái phiên tòa tiếp theo đó, phiên tòa lần sau đó là 331 của chị Hằng Ni đó, thì mọi người dễ dàng nhận ra đâu là Hằng Ni. Chứ bây giờ nếu mà cái tình trạng như thế này đó, mới có mấy tháng trời thôi, mới có mấy tháng thôi mà chị Hằng Ni đã gọi là nhan sắc đã tàn phai như vậy rồi, để đến lúc mà ra xét xử thì không biết rằng là chúng ta gọi là có nhận ra được Hằng Ni là không, hay là phải gọi là hỏi đi hỏi lại nữa, khó nhìn nhận lắm cô chú anh chị. Trở lại với cái thông tin tiếp theo của cái chị ca sĩ Đồng Xanh, chúng ta được biết là một số những cái vấn đề cũng khá là bất ngờ tại phiên tòa ngày 1 tháng 9 vừa qua. Cô này thì đã gọi là có những cái lời xin hội đồng xét xử đó giảm nhẹ cho bà Nguyễn Phương Hằng cũng như một số những cái bị cáo. Thì không biết rằng thì tòa án có xem xét về cái vấn đề này hay không để tuyên án bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà liệu rằng có phải thật sự cái cô này đã có gọi là suy nghĩ lại mà để gọi là xin tội hay không? Bây giờ trước đó chúng ta từng nghe rồi, Vi Oanh là tuyên bố ghê gớm lắm, chơi tất tai, không khoan nhượng rồi các kiểu. Người tại sao lại như vậy? Có nguyên nhân nó xuất phát hết đi cô chú anh chị. Thì sau phiên tòa này ngày hôm nay đó, cô này có một động thái khá là bất ngờ trên trang cá nhân Facebook của mình, đó chính là than thở về những nỗi đau rồi là những vết thương sau gọi là cái phiên tòa kiện tụng. Cụ thể thì Vi Oanh đã viết như thế này thưa quý vị. Vi Oanh cho rằng là hệ lụy vẫn còn đó, nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng, những vết thương chỉ chờ chực để ứa máu mà thôi. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Tôi chọn lạc quan, tin vào điều tử tế để bước tiếp trên cuộc sống trần gian tạm bợ đầy khổ đau này.
bởi từ khi biết ý thức, tôi đã hiểu tôi không phải sống cho mình mà cho nhiều trách nhiệm trên vai. Mỗi người đến trong cuộc đời này đều có riêng cho mình một sứ mệnh, và tôi cũng vậy. 39 tuổi và ba đứa con nhỏ vợ dạy của tôi không còn thời gian để mà hoang phí. Một cái bài viết nó chứa đầy gọi là những cái cảm xúc, cũng như là có một chút gì đó gọi là hối hận và ăn năn, rồi cho đến là giống như là một lời trăn trối gì cơ chú anh chị, khá là ghê gớm. Không còn thời gian để hoang phí, có nghĩa là bây giờ cô đã suy nghĩ rất là kỹ hay chăng về những cái sự việc vừa qua của mình. Và chúng ta nghe rất là rõ về phía viện kiểm sát cho đến tòa án thì họ cũng đã gọi là nhìn nhận, họ cũng đã gọi là nhìn thấy về cái vấn đề của Phương Hằng nêu, đó chính là cái nguyên nhân động cơ dẫn đến mà Nguyễn Văn phạm tội, đó chính là nó xuất phát một phần là do lỗi của một số những cái người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, và trong đó có những cá nhân đã bị khởi tố, đó là Hằng Ni và chồng bác sĩ. Cho nên có thể thấy rằng là cô Vũ Anh này, sau khi mà cô ấy bị nhận được cái giấy triệu tập từ BC02 đó, chúng ta còn nhớ đó cô chú anh chị, là liên tục làm những lá đơn kêu cứu, rồi xuất hiện một số những cái đoạn video clip gọi là cầu cứu, gọi là chính phủ Mỹ và vân vân, thì cô này hoàn toàn im lặng. Mặc dù trước đó thì cô này cũng khá là hiên ngang, mỗi khi có những cái thông tin về về cá nhân của mình lên đáp trả, ngay lập tức đáp trả sang sản trên Facebook của mình. Nhưng mà kể từ khi cái câu chuyện bị triệu tập, nhưng mà bây giờ thì BC02 vẫn đang trong quá trình điều tra mà thôi. Cô này đã không lên, nhưng mà chưa có thông tin chính thức về cái vấn đề này nó sẽ ra như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái động thái của cô ca sĩ này thì rõ ràng cô đã gọi là có một chút sợ hãi, lo sợ rất là lớn, thậm chí là sợ rất nhiều, và biến mất khỏi xa mạng xã hội một khoảng thời gian cực dài. Và giờ gần đây chúng ta thấy rồi, hát những cái bài hát gọi là của Chúa rồi không à, của mẹ Maria rồi vân vân, dường như là muốn gọi là theo đạo để mà sám hối đó cô chú anh chị, vân vân các kiểu. Được biết là Viu Anh thì cũng là người đạo của Công giáo mà, cho nên là cái việc mà xuất hiện liên tục những cái bài hát về mẹ, về Chúa trong các khoảng thời gian mà liên quan đến kiện tụng là một trong những cái điều cũng khá là bất ngờ đối với cô này. Nhưng mà dù sao, đến giờ phút này thì chúng ta thấy rằng là cô này thì cũng đã có một động thái xin tội, dù thật hay giả, dù thật hay giả, nhưng mà cũng đã có cái động thái xin tội rồi. Đó cũng là một trong những cái điều tôi nghĩ rằng cái tình tiết để đến phiên phúc thẩm này, các luật sư bảo vệ bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng có là lấy đó để một trong những cái điều để mà xin giảm nhẹ hình phạt, thưa quý vị. Và một số những cái thông tin gần đây cho chúng ta thấy rằng là cái cơ hội để bà Nguyễn Phương Hằng có thể giảm án hơn nữa đó vô cùng cao, với những cái tình tiết của mình cũng như là những cái lời thẳng thiết trả lời tòa án của Xô Nguyễn Phương Hằng, bên cạnh đó là những việc làm thiện nguyện, thưa quý vị. Và để xem rằng cái cô gọi là Đinh Lan này sẽ ra sao trong cái câu chuyện mà gọi là đầu bồi thường đối với Nguyễn Phương Hằng, cũng như là kháng án như cái lời Đinh Lan nói. Và quên nhắc Đinh Lan một điều đó các chú anh chị, đó chính là trước đó Đinh Lan đã từng tuyên bố rồi, bà Nguyễn Phương Hằng mà không bị gọi là chung thân thì Đinh Lan sẽ gọi là đi đầu xuống đất, đi bằng đầu gì các kiểu vân vân rất nhiều lần rồi. Cho đến giờ phút này thì Đinh Lan nên thực hiện lời hứa của mình đi, để mà ra trước cửa nhà mình đó, đi dạo quanh vài vòng cho người ta xem, để coi cái khả năng của Đinh Lan như thế nào. Thanh Huyền tin, Thanh Huyền rất tin Đinh Lan nha các vị. Đinh Lan hoàn toàn có thể làm được cái điều này, đó chính là đi đầu xuống đất nha các vị. Đó là một số những cái thông tin mà ngày hôm nay buổi chiều Thanh Huyền xin phép được cập nhật gửi đến cho các vị. Xin cảm ơn vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị trong những thông tin video mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị. Bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship. 1 lít là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn. 1 ký là 1.500.000, miễn phí ship. Tiếp theo thì là chà bông tôm. Chà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha. Nửa ký là 800.000,
một ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Quý vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.